Cô gái trẻ bước lên chiếc cân trong phòng tắm. Cô nín thở và nhắm chặt đôi mắt lại khi lắng nghe tiếng quay số vì sợ hãi thứ kết quả mà cô sẽ phải thấy. Khi những vòng quay dần dần chậm rồi dừng lại, cô mở mắt ra và nhìn xuống. Cô ấy sững sờ nhìn kết quả 150 pound. Đó là điều không thể chấp nhận đối với cô ấy. Cô ấy bước ra khỏi chiếc cân và ngắm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương toàn thân. Trên thực tế thì cân nặng của cô vẫn chưa tới mức vượt tầm kiểm soát. Nhưng khi cô ngắm nhìn bản thân mình thì cô chẳng thấy gì khác ngoài những khiếm khuyết, một ngấn mỡ ở vùng giữa bụng, phần mông cũng hơi lồi ra so với mong muốn của cô. Lớp thịt trên má và cằm dường như nhắc nhở cô về những phần ăn vặt trong quá khứ. Vừa rời khỏi phòng tắm, cô ấy vừa cân nhắc lại tình trạng của bản thân. Tất nhiên rồi, cô ấy đang tăng cân. Chẳng còn cách nào khác. Trong suốt 2 năm bị giới nghiêm bởi lệnh đóng cửa do đại dịch, cô ấy hầu như không rời khỏi căn hộ của mình. Cô ấy đã để thẻ thành viên phòng tập của mình hết hiệu lực. Rồi thay vì đạp xe đi làm, cô lại chọn cách dễ dàng hơn, đó là đi ra ngoài trên chiếc xe ô tô. Và thực tế thì cô cũng không có vẻ gì là sẽ tập thể dục mỗi khi rảnh rỗi. Trong suốt 2 năm bị cô lập, cô ấy chủ yếu nằm trong nhà và xem TV. Cô ấy đã phát hiện ra một tình yêu đặc biệt dành cho các chương trình nói chuyện tạp nham ban ngày và mấy bộ phim chính kịch pháp lý trên mặt lý trí. Cô ấy biết rằng chúng cũng tồi tệ như thức ăn nhanh vậy, nhưng đồng thời chúng cũng sở hữu sức hấp dẫn trí mạng. Có lẽ đây sẽ là điều đáng xấu hổ để mà thú nhận với bạn bè, nhưng mà cô ấy hưởng thụ khoảnh khắc tắt đi lý trí của mình và vô tư chìm đắm vào mấy chương trình nói chuyện ngớ ngẩn về những chú lùn còi cọc chuyên nghiệp hoặc những kẻ lông lá dị hợm tôn thờ quỷ sa tăng. Những trò giải trí tiêu khiển này đã giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, đã đến lúc thay đổi rồi. Cô ấy tự hứa với lòng mình rằng cô ấy sẽ cải thiện dáng người ngay từ bây giờ. Hôm nay, thay vì nằm ươn trên ghế, cô ấy sẽ nỗ lực hơn. Cô tự nhủ, mình sẽ ra ngoài và tập thể dục. Và rồi, mình sẽ chứng kiến những khối mỡ thừa kia tan chảy ngay trước mắt. Cô hy vọng rằng mấy bộ quần áo tập thể dục cũ vẫn còn vừa vặn. Sau tất cả, cô chắc chắn rằng mình đã tăng không ít cân kể từ lần cuối cô tới phòng tập. Sau khi lục lọi ngăn kéo, cô đã tìm thấy chúng, quần tập gym và áo ngực thể thao. Cô nhanh chóng thay đồ và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy rằng dù cô hơi chật đôi chút, nhưng nói chung thì chúng vẫn vừa vặn hơn cô tưởng. Đó là một dấu hiệu tốt đấy. Cô ấy sẽ đưa bản thân về mức cân nặng lý tưởng mà thậm chí chẳng vất vả là làm khác. Tất cả chỉ là vấn đề ý chí thôi, cô tự nhủ. Trong quá khứ mình đã rất cân đối rồi. Điều đó nghĩa là mình hoàn toàn đủ khả năng thực hiện nó một lần nữa. Tất cả những gì cần làm chỉ là tránh thoát khỏi sự cám dỗ thôi mà. Mình sẽ đảm bảo bản thân năng động cả ngày thay vì chỉ xem lại chương trình TV rác rưởi. Suy cho cùng, mình thật sự không nên để não mình mục nát thêm nữa. Vào ngày đầu tiên, thực sự đáng ngưỡng mộ là cô đã tuân thủ đúng kế hoạch của mình. Cô ấy đã đạp xe đến nơi làm việc, tận hưởng không khí trong lành và được trấn an khi cảm nhận được sự đốt cháy ở chân sau bài tập. Điều này cho cô ấy biết rằng mình đang tiến bộ. Cô ấy vứt hết mớ đồ ăn vặt trong tủ lạnh của mình đi và mua những loại trái cây, rau củ quả tốt cho sức khỏe. Và quan trọng hơn hết, cô ấy tiết chế lại thời gian xem TV của mình. Cô ấy biết rằng mình phải cẩn thận vì những chương trình TV rác rưởi mới là cơn nghiện ngập lớn nhất, thậm chí còn hơn cả cơn nghiện đồ ăn vặt của cô. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai, cô đã nhận ra rằng có điều gì đó rất kỳ lạ. Cô bắt đầu với một bữa sáng đơn giản, lành mạnh, chỉ với một ít ngũ cốc granola kèm với một ly nước trái cây. Dù nó thực sự là chưa đủ thỏa mãn cô, nhưng cô ấy hiểu mình buộc phải hy sinh thì mới mong giảm cân được. Sau bữa sáng, cô quyết định đi ra ngoài chạy bộ, nhưng trong khi đang chạy, một cơn đói đột nhiên ập đến với cô. Tất nhiên, đó là điều đáng mong đợi mà, vì bây giờ cô ấy đang ăn kiêng và sẽ mất một chút thời gian để cơ thể thích nghi được với những khẩu phần ăn nhỏ như thế này. Cô ta đưa tay lên chiếc dạ dày đang sôi sục lên và nhăn mặt. Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy đói đến như thế này bao giờ. Nếu không rõ ràng về chế độ ăn của bản thân, cô ấy còn có thể nhầm tưởng rằng mình đã bị chết đói cả tuần mới đau đến mức này. Trên thực tế, cô ấy thực sự bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và cô ấy phải tựa vào cột đèn để tránh bị ngất xỉu. Cô lắc đầu để cố gắng dọn dẹp lại mớ suy nghĩ của mình. Cô ấy nghĩ thầm, thôi được rồi, chắc là mình đã sai lầm khi xác định lượng calo cần thiết cho mỗi buổi sáng rồi. Đôi mắt cô lơ đãng rồi rơi trúng vào một quán cà phê gần đó. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tự nhủ, mình sẽ ghé vào đó và mua cho mình một chút đồ ăn nhẹ, một chút ít thôi, để giúp lượng đường huyết tăng lên. Cô ấy bước vào quán cà phê và bước vào hàng chờ. Trong khi chờ đợi, cô không thể rời ánh mắt khỏi các tủ kính trưng bày bánh ngọt. Tất cả đều trông rất ngon miệng và cô ấy thực sự vô cùng đói. Vốn dĩ ý định của cô là một chiếc bánh mì vòng được phết thêm một chút kem phô mai thôi. Nhưng rồi tại quầy, cô ấy lại thấy mình đang gọi quá nhiều đồ ăn. Ngoài ra thêm một ly frappuccino băm xôi cỡ siêu lớn, thêm siro và kem sữa nhá. Những từ vừa thốt ra khỏi miệng cô ấy gần như không phải do cô ấy phát ra, mà là do ai đó phát ra thông qua miệng của cô. Quái gì? Tôi không hề nói thế. Cô lắp bắp. Nhân viên phục vụ phía sau quầy liếc cô một cách kỳ lạ và cô gái trẻ cảm thấy quá xấu hổ để phản đối điều gì nữa. Cô bước sang một bên chờ đồ ăn của mình, suy nghĩ về điều kỳ lạ vừa xảy ra. Cô ấy bị ám sao? Cô ấy không phải là kẻ mê tín, nhưng cô ấy chẳng thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho điều vừa xảy ra. Cô ấy có thể tự nhận rằng cô ấy đã suy sụp và lạc lối trước sự cám dỗ vì một bữa ăn nhẹ ngon lành trong quá khứ. Nhưng điều này sao? Thật lố bịch. Nhưng sau cùng, sau khi người nhân viên phục vụ vẫy cô ấy nhận đồ ăn, cô ấy đã hợp lý hóa cho mọi thứ ngay lập tức. Chắc hẳn mình chỉ quá đói đâu, nên đã có ảo giác thôi mà, cô tự nhủ. Rõ ràng mình nên quan tâm một chút và không nên quá khắc nghiệt với chế độ ăn của bản thân. Mình chắc chắn rằng mình sẽ không lặp lại trải nghiệm này lần nào nữa nếu ăn uống một cách hợp lý hơn. Bụng cô lại quặn lên, nhắc nhở cô về lý do ban đầu tại sao cô lại bước chân vào quán cà phê này. Cô lùi vào một cái bàn trong góc và xé mở cái túi. Cô ta ngấu nghiến những chiếc bánh ngọt trong niềm lạc thú và nốc sạch ly đồ uống nhiều kem béo ngậy của mình. Ăn uống no nê xong, cô thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Mặc dù cảm giác đầy bụng khó chịu khiến cô nhớ đến tình cảnh khó xử của mình. Cô ấy vốn chỉ muốn ăn đủ để không bị ngất xỉu mà thôi. Nhưng thay vào đó, cô ấy lại ăn một cách ngu ngốc. Đây rõ ràng là một điểm báo chả tốt lành gì. Mới chỉ là ngày ăn kiêng thứ hai thôi mà. Được rồi, cô tự nhủ. Đây sẽ là lần lầm lỡ cuối cùng. Kể từ bây giờ, mình sẽ nghiêm túc với chế độ ăn này. Cô đứng lên và rời khỏi quán cà phê, đã sẵn sàng hoàn thành nốt phần còn lại của cuộc chạy bộ. Nhưng rồi một điều gì đó thậm chí còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Trên TV, nữ gia chủ đang rất tức giận. Bà đã cấm con gái của mình không được kết hôn với người làm vườn vì bà ta tin rằng anh ta quá thấp kém với đứa con gái cao quý của bà ta. Nhưng điều mà bà ta không nhận ra là đứa con gái này đang chìm trong bể tình và cô ấy quyết tâm sống vì nó. Cô con gái đã bỏ trốn cùng người làm vườn và nữ gia chủ đang thuê một thám tử tư để lần theo họ. Trong khi đó, người anh trai sinh đôi đã mất tích từ lâu của bà ta, người mà bà ta cho là đã chết trong một vụ tai nạn máy bay ở vùng nhiệt đới, vậy mà vẫn còn sống sót suốt thời gian qua. Ông đã ở trong một bệnh viện Nam Mỹ và đang dần phục hồi trí nhớ. Và bây giờ, ông trở lại với gia sản, sẵn sàng để lãnh phần thừa kế của mình. Những sự kiện này đều được ghi nhận bởi tên luật sư gia đình đáng khả nghi, kẻ đang gấp bù một kế hoạch lớn nhằm chiếm đoạt khối tài sản phong phú của gia đình này. Gia đình này thậm chí vẫn chưa biết được rằng hắn ta thực sự đang bí mật làm việc cho kẻ thù không đội trời chung và là đối thủ kinh doanh của họ nhằm tiêu diệt họ. Cô gái trẻ cười, nhét một nắm khoai tây chiên vào miệng. Ôi trời, mình sẽ không muốn ở trong tình cảnh của họ hiện giờ đâu. Tên luật sư đó đang dắt mũi cả đám rồi. Đột nhiên, cô giật mình dường như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô ấy đang ở đâu vậy? Cô ấy vừa ở quán cà phê mà. Sao cô ấy đã lại ở nhà rồi? Và tại sao cô ấy lại đang ăn khoai tây chiên thế này? Cô chắc chắn rằng mình đã ném bỏ tất cả thức ăn vặt trong nhà rồi mà. Hẳn là cô đã phải mua một túi trên đường trở về nhà từ lúc chạy bộ. Nhưng cô quả thực không thể nhớ về điều đó. Và bây giờ cô ấy đang làm gì? Xem tivi và ăn vặt ư? Trong sự ghê tởm, cô nắm lấy điều khiển và tắt tivi. Cô ấy lẽ ra phải đang chạy bộ, và thay vào đó cô lại đang ngồi ở nhà và xem mấy vở kịch xà quần ngu ngốc. Điều khiến cô ấy lo lắng nhất là sự mất trí nhớ rõ ràng của mình. Cô ấy không hề có chút trí nhớ nào về chuyến đi từ quán cà phê về nhà, mặc dù rõ ràng túi khoai tây chiên là bằng chứng chỉ ra rằng cô đã từng dừng lại tại cửa hàng tiện lợi nào đó hoặc siêu thị trên đường về nhà. Làm sao mà cô ấy có thể quên được những chuyện như thế chứ? Mình thực sự phải có vấn đề về đường huyết, cô tự trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm cô biết rõ rằng nó rất vô lý. Cô ấy bị mất trí nhớ sau khi ăn bánh ngọt ở quán cà phê nên hạ đường huyết gì đó không thể là nguyên nhân. Nhưng cô ấy thực sự không muốn nghĩ về điều đó nữa, vì cô ấy quẳng chúng ra khỏi đầu óc và lập một lời hứa mới về việc cam kết tập thể dục và chương trình tập của mình. Trong vài ngày tiếp theo, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để giữ đúng lời hứa. Cô ấy đạp xe ngay khi có thể, cô ấy chạy bộ ngay khi nhớ đến. Thế nhưng tình trạng mất trí nhớ vẫn tiếp diễn, và bất kể cô ấy đang ở đâu khi cô ấy mất trí nhớ, cô ấy luôn luôn tỉnh lại ở cùng một nơi, trở về nhà trên ghế dài của mình, luôn luôn bị bao vây bởi đống đồ ăn vặt béo ngậy, luôn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc tivi không rời mắt. Chắc chắn, cô ấy luôn có thói quen xem truyền hình không lành mạnh, và cô ấy cũng biết rằng các chương trình nói chuyện rác rưởi và các vở kịch xà quần ngớ ngẩn là điểm yếu lớn nhất của cô ấy. Nhưng thật sự vô lý khi cho rằng cô lại tìm kiếm chúng khi mà cô đang trong tình trạng mất ý thức như vậy. Và rồi theo nhiều tuần trôi qua, cô gái trẻ nhận thấy cân nặng của mình cứ tăng dần. Khi bước lên chiếc cân trong phòng tắm, cô ấy sửng sốt khi nhận thấy cân nặng là 200 pound. Cô ấy suy nghĩ làm sao lại xảy ra điều này cơ chứ? Cô ấy đang làm mọi thứ đúng đắn mà. Làm thế nào mà cô ấy có thể tăng thêm gần 50 pound kể từ khi quyết định giảm cân chứ? Cô ấy không thể mặc vừa đồ thể dục cũ nữa. Cô hầu như không thể kéo chiếc quần đùi spandex lên đùi trên nữa. Kể cả là cô có thể, thì e là chiếc quần cũng sẽ rách toạc ra mất. Trong tuyệt vọng, cô thay một bộ đồ len dài tay có giãn cũ kỹ. Đó là thứ duy nhất vẫn vừa vặn mà cô ấy có. Đây chỉ là một sự thụt lùi tạm thời, cô tự nhủ, trong khi nhìn chăm chăm vào ảnh phản chiếu thân hình quá khổ của mình trong gương. Mình chỉ cần cố gắng hơn nữa thôi. Và cô ấy đã làm, phải không nhỉ? Khi cô leo lên chiếc xe đạp, cô nhận thấy rằng nó không còn đủ cứng cáp để chống đỡ cân nặng của mình nữa. Cô ấy không thể ngồi trên yên xe một cách thoải mái, và khung thân xe bằng thép bắt đầu phát ra tiếng cót két nặng nề khi cô đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên nó. Cô ấy nung nấu quyết tâm, dù rằng chắc chắn sẽ rất xấu hổ khi đi ra ngoài nơi công cộng với bộ đồ len không vừa vặn và chiếc xe đạp đang rên rỉ dưới chân. Nhưng cô ấy thực sự không có lựa chọn nào khác nữa rồi. Lần này cô ấy phải làm. Hẳn là cô ấy đã đi xe đến nơi làm việc, phải không nhỉ? Cô ấy không chắc chắn. Điều tiếp theo mà cô ấy nhận thức đó là cô ấy trở về nhà, thả thân mình lên chiếc ghế dài rồi đắm chìm trong ánh sáng âm cúng của chiếc tivi. Sàn nhà bị bao phủ bởi những chiếc túi và hộp giấy rỗng toách, còn khuôn mặt của cô ấy bị bao phủ bởi những mảnh vụn thức ăn và nước sốt. Điều cuối cùng mà cô ấy nhớ là cô ấy vốn dĩ định đi đạp xe, nhưng bây giờ cô ấy trở về nhà và dường như cô ấy đã phá hỏng hoàn toàn chế độ ăn kiêng của mình. Cô cố gắng nâng cánh tay của mình lên và nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Cô ấy đã đánh mất gần như cả ngày. Đó là lần mất trí nhớ dài nhất từ trước giờ. Chắc hẳn cô ấy đã đạp xe ra ngoài và về nhà, nơi cô quyết định tự thưởng cho mình vài món đồ ăn nhẹ với những nỗ lực. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Cô ấy luôn cố gắng tự trấn an mình rằng có lẽ cô đã vượt qua được những điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi cô ấy nhận thấy những lần mất trí bí ẩn vẫn cứ xảy ra. Khi đi làm, khi ở phòng tập thể dục, khi đạp xe bên ngoài. Nhưng kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ luôn trở về cùng một chỗ, ngồi trước tivi, trên chiếc ghế sofa ở nhà, và bị bao phủ xung quanh bởi mảnh vụn từ một bữa ăn rất lớn. Một lần nữa, cô ấy tự hỏi liệu rằng có thể cô ấy đang có một số loại phản ứng với chế độ ăn ít calo mới của mình. Có lẽ việc cắt giảm lượng thức ăn đã khiến cô bắt đầu bị ngất xỉu. Có lẽ thức ăn kiêng của cô ta bị hư hỏng thì sao? Nhưng những điều đó cũng không giải thích được lý do cho sự tăng cân liên tục của cô. Chiếc cân trong phòng tắm của cô ấy không nói dối. Nó tiếp tục báo cáo những số liệu ngày càng cao hơn, và bất chấp bao cố gắng của cô để tự trấn an bản thân vẫn ổn đi nữa, thì ảo tưởng cũng đều bị vỡ nát khi những bộ đồ ngày càng chật và bóng gương phản chiếu vóc dáng ngày càng đồ sộ cho cô thấy điều ngược lại. Các chuyến đi của cô đến phòng tập thể dục ngày càng ít hơn, vì cô nhận thấy rằng những người tập quen thuộc khác đã bắt đầu nhìn chăm chăm và bàn tán về cô. Họ đang cười nhạo về sự bất lực của cô trong việc quản lý cân nặng, hay họ đang thì thầm về việc những thớ mỡ nhão nhét đang lòi ra từ rìa bộ đồ gen. Cô thậm chí không thể chạy liên tục trên máy chạy bộ hơn một vài phút mà không bị hụt hơi hoàn toàn. Và bây giờ cô đã làm quá khổ để cân bằng ngồi vững trên chiếc xe đạp của mình. Cô gái trẻ đã béo lên tới mức cơ thể hoàn toàn lấp đầy toàn bộ chiếc ghế dài. Cô ta nhai hết túi khoai tây trên này tới túi khoai tây trên khác. Đôi mắt của cô ấy không bao giờ rời khỏi chiếc màn hình tivi ồn ào dù chỉ một giây. Cô hầu như không rời khỏi vị trí này. Thân hình đồ sộ của cô chìm thành một rãnh hằn vĩnh viễn trên đệm, trong khi chiếc ghế như bật lên tiếng rên rỉ. Tuy nhiên, cô ấy hầu như không nhận thức được điều này, bởi vì cô ấy đã dành toàn bộ sự chú ý cho việc hưởng thụ. Cô yêu việc ăn, mỗi miếng cắn đều mang đến cho cô thứ khoái cảm khó nói thành lời. Vị giác nháy lên vì thích thú. Cô ấy liên tục no căng, no đến độ cô ấy cảm thấy không ổn và dường như bụng cô đã phồng đến mức muốn nổ tung. Nhưng cô ấy bất lực trong việc chống lại lời mời gọi dụ hoặc của đồ ăn vặt. Cô ngấu nghiến xuống toàn bộ hộp bánh quy với hộp kem mà không cần suy nghĩ, và hoàn toàn trở thành định nghĩa sinh động của một kẻ háo ăn mất trí. Chỉ thỉnh thoảng cô ấy mới choàng tỉnh khỏi cơn mê man này để tìm kiếm điện thoại nhằm đặt nhiều đơn hàng mang đi hoặc giao hàng tạp hóa hơn nữa. Chúng luôn là các lựa chọn nạp nhiều calo nhất. Ngoài việc ăn uống, sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào chiếc tivi. Cô xem một loạt các chương trình nói chuyện liên tục vào ban ngày, cười cùng với khán giả trường quay khi những người dẫn chương trình phô bày ra một loạt những thứ quái đản dị hợm nhất của xã hội. Đôi khi, cô ấy sẽ chuyển kênh để xem các vở kịch sao quần. Cô bị cuốn vào trong những tình tiết buồn cười lố bịch và diễn xuất kịch tính đến nỗi cô ấy hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Khi chiếc xe đạp của cô tựa vào tường hành lang, nó hoàn toàn bị lãng quên và không được chạm vào suốt nhiều tháng. Tại thời điểm này, tất cả những suy nghĩ về việc giảm cân đã hoàn toàn tan biến, và những gì cô ấy quan tâm chỉ là thỏa mãn sự khao khát đồ ăn vặt và truyền hình nhảm nhí. Một ngày nọ, cô đột nhiên lắc đầu và nhìn lại bản thân mình trong nỗi kinh hoàng, như thể lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Chuyện gì vậy? Cô ấy nói trong sự hoài nghi. Cô thả hộp kem đang ăn một nửa của mình xuống và nhéo lấy đống thịt bằng bàn tay của mình để đảm bảo rằng tất cả những gì đang xảy ra không phải là một giấc mơ điên rồ. Bàn tay của cô chìm sâu vào đống thịt mỡ mới mẻ, và cô bàng hoàng nhận ra rằng cô đã ăn đến mức biến bản thân thành một thứ béo phì bệnh hoạn. Sao chuyện này có thể xảy ra? Tôi không thể to lớn thế này được. Tôi chỉ... Ngôn từ của cô tắt dần khi sự chú ý của cô bị thu hút bởi tiếng đàn organ trong vở kịch đang chiếu trên TV. Trong vòng vài giây, đôi mắt cô ấy đã rũ xuống và bàn tay của cô ấy lần mò nhặt lại hộp kem bị rơi. nỗi lo lắng về việc ngày càng béo lên cũng rơi vào quên lãng. Giờ thứ cô ấy quan tâm chỉ là tiếp tục xem những lần quảng cáo tiếp theo. Thật khó mà tin rằng một người lại có thể trải qua sự biến đổi đáng kinh ngạc về thể chất và tinh thần đến như thế. Nhưng những gì cô gái trẻ đó trải qua đã dẫn đến việc cô ấy được đặt tên là SCP-2611 bởi tổ chức SCP. Như bạn đã mong đợi, SCP-2611 là một cô gái trẻ hiện đang nặng khoảng 500 pound. Khả năng vận động của cô bị hạn chế do cân nặng vượt quá mức. Mặc dù nhân sự SCP khuyến khích việc tập thể dục nhẹ bất cứ khi nào cô ấy có thể với hy vọng ngăn chặn sự tiếp tục suy giảm khả năng vận động, cô cũng phải chịu đựng một số vấn đề về sức khỏe liên quan đến cân nặng và lối sống của mình, bao gồm cả bệnh tiểu đường mà cô đã được điều trị bởi nhân viên của tổ chức. Vì cô ấy dành phần lớn thời gian của mình trong tình trạng mê man, nhận thức về tình hình và môi trường xung quanh của cô ấy bị hạn chế nghiêm trọng. Nhưng khi tỉnh táo, cô ấy tin rằng cô ấy đang ở trong một cơ sở đặc biệt để nhận được điều trị cho vấn đề cân nặng của mình. Trong thực tế, SCP-2611 vẫn đang được quan sát vì SCP-2611-1. SCP-2611-1 là một khối lượng chất béo có chi giác nằm ở phía bên trái của SCP-2611. SCP-2611-1 đã tích hợp với một số cơ quan quan trọng của SCP-2611. Điều này khiến việc cố gắng loại bỏ SCP-2611-1 thông qua việc hút mỡ hoặc các phương thức khác đều cực kỳ nguy hiểm. SCP-2611-1 đã dần dần tăng cường kiểm soát tâm trí và hành động của vật chủ đến mức SCP-2611 chỉ hoàn toàn giữ được tỉnh táo trong 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Thời gian còn lại, SCP-2611-1 hoàn toàn kiểm soát hành vi của vật chủ. Trước khi đến cơ sở của SCP, SCP-2611-1 ảnh hưởng đến vật chủ của nó để nạp vào cơ thể một lượng lớn calo, dẫn đến sự tăng cân đột ngột và bí ẩn mà chúng tôi quan sát thấy trước đó. Đây có thể là một nỗ lực của SCP-2611-1 để tăng kích thước cũng như tầm ảnh hưởng của nó, nhưng nguyên nhân hay phương thức kiểm soát vật chủ của nó vẫn còn là bí ẩn. Khi SCP-2611-1 đang nắm quyền kiểm soát, nó có thể giao tiếp thông qua vật chủ bằng tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn. Kể từ khi SCP-2611 đến tổ chức, việc tiếp cận thực phẩm của cô ấy đã bị hạn chế nhằm ngăn chặn sự tăng cân nhanh đến mức nguy hiểm. Ngoài việc ăn uống, sở thích chính của SCP-2611-1 dường như là truyền hình ban ngày. Các nỗ lực liên lạc với SCP-2611-1 cho đến nay vẫn chưa thực sự thành công do dị thường này hầu như chỉ tập trung phạm vi chú ý vào những chi tiết vụn vặt của truyền hình ban ngày hơn bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện với một nhà nghiên cứu, SCP-2611-1 cho biết nó thích truyền hình ban ngày hơn chương trình được xem bởi anh chàng kia, cho thấy rằng nó từng sống bên trong một vật chủ khác trước khi cuối cùng cư trú trong cơ thể của SCP-2611. Vào một thời điểm khác, khi nó đang trò chuyện về một bộ phim chính kịch pháp lý, SCP-2611-1 đột nhiên tuyên bố: "Giết nó đi, giết nó ngay lập tức, tôi không quan tâm dù là tôi có phải chết đi nữa." Nhân viên tin rằng đây có thể không phải là SCP-2611-1 mà là giọng nói kêu gọi sự giúp đỡ của SCP-2611 khi cô đang cố gắng phá vỡ sự kiểm soát liên tục của ký sinh trùng này. Tại thời điểm này, không có hành động quyết liệt nào được khuyến khích cho đến khi thực hiện thêm quan sát. SCP-2611-1 dường như không lây nhiễm và cách nó liên kết với vật chủ vẫn chưa rõ ràng, vì vậy nó hiện được phân loại là an toàn. Tại thời điểm này, SCP-2611-1 là trường hợp duy nhất được biết đến của loại này. Tuy nhiên, khi xem xét mức độ béo phì gia tăng trên toàn thế giới, hoàn toàn là hợp lý khi cho rằng có thể có vô số mẫu vật khác đang ảnh hưởng đến hành vi các chủ khác để họ cống hiến cuộc sống cho việc nạp vào thực phẩm và truyền hình. Ai biết được chứ? Có vẻ như không phải hầu hết chúng ta đều cần thuyết phục như vậy. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-002, căn phòng sống, cho một câu chuyện khác về một khối lượng lớn xác thịt. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.